triển khai công điện số 680 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn số 4882 chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị trong toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau. Sở Y tế theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ, khuyến cáo của WHO để chủ động các biện pháp phòng chống dịch điều trị hiệu quả kịp thời, thực hiện quyết liệt các biện pháp giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng về phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc cho điều trị bệnh đậu mùa khỉ, chăm sóc điều trị người mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị liên quan trong việc phòng chống dịch từ động vật hoang dã, đặc biệt là nhóm động vật có nguy cơ lây nhiễm cao với bệnh đậu mùa khỉ. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể trong truyền thông, vận động người dân tham gia các hoạt động phòng chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế, chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, thiết lập đường dây nóng, nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn hỗ trợ người dân về bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.